Trong đời sống của bà con ở vùng rừng núi Định Hóa, kề cọ thân thiết như hơi thở. Cọ để lợp nhà, cọ để làm nón và cọ để dệt mành. Nghề dệt mành cọ đã trở thành nguồn kinh tế chính của địa phương, mang lại đời sống ổn định cho nhiều gia đình ở nơi đây. Khi hỏi về nghề đan mành cọ ở Định Hóa, người ta sẽ chỉ bạn về với xã Đường Thịnh, một xã tập trung đông đồng bào dân tộc của huyện Định Hóa, cũng là xã phát triển nghề dệt mành cọ mạnh mẽ nhất. Điểm độc đáo của mành cọ là hoàn toàn được làm thủ công, bền chắc lại đẹp. Mành cọ được đan từ thân của lá cọ. Cứ vào độ cuối năm, khi lá to cỡ cái nia sẩy gạo, người dân bắt đầu đi chặt cọ. Chặt cọ phải chọn những lá bánh tẻ cuống dài, sau đó dùng dao sắc chặt dứt khoát từ trong ra ngoài rồi róc gai, lột mỏng lấy phần cật, chọn ra những nan đẹp nhất đem về sơ chế. Ngày xưa, khi cây cọ còn mọc cạnh nhà, người dân Đồng Thịnh tự đi lấy nan về đan mành. Ở thời điểm hiện tại, các rừng cọ chỉ còn tập trung chủ yếu ở khu vực đồi núi cao. Nan cọ thường được bà con dân tộc trong vùng đi lấy rồi đem về đổ xỉ cho các hộ làm mành. Nếu nói đến lịch sử ra đời, thì nghề dệt mành cọ ở Định Hóa mới xuất hiện cách đây không lâu. Trước đây, huyện Định Hóa nói chung và xã Đồng Thịnh nói riêng nổi tiếng là vùng rừng núi rậm rạp, cây cọ san sát nhau mọc lên. Đồng bào dân tộc nơi đây chủ yếu sống bằng nương rẫy, đời sống còn nhiều khó khăn. Trước nhu cầu của cuộc sống đổi thay, vào khoảng những năm 80, người dân ở Đồng Thịnh rủ nhau qua các địa phương lân cận học thêm nghề đan mành cọ. Sẵn nguồn nguyên liệu của địa phương, lại thêm sự tỉ mẩn và cần cù, dần dà mành cọ Đồng Thịnh trở nên nổi tiếng, về sau phát triển thành cả một làng nghề, thu hút đông đảo các hộ tham gia. Cô ơi, với những người mà chưa từng tiếp xúc với cái nghề làm mành cọ như bọn cháu thì sẽ không thể nào mà biết được là cái nan cọ này sẽ được lấy từ cái phần nào của cây cọ. Nan cọ là lấy từ cái cây của nó mọc ra, là nó có cáp cọ đấy. Tôi lấy cái cáp cọ đấy về chẻ ra thành lấy cái cật của nó, không lấy bụng. Nhà mình thì thường sẽ đi thu mua những cái nan cọ này ở đâu ạ? Tôi mua ở xa, các con xã ấy, mà xã nào nó có nhiều cái nan cọ này thì mình mua được. Có ít thì không thể mua, không thể gom được. Thế lúc mà mình đi thu mua ấy ạ, thì là người ta sẽ tính cho mình theo khối, theo cái đơn vị là bó hay là cân ạ? Mua theo nan đấy, theo trăm nan, từng trăm nan một. Một cái mảnh này phải dùng đến 300 nan này thì mới được một cái mảnh. Tính cái này thì một chiều là nó là mét 6, một chiều là 2 mét. Người ta khi chẻ, người ta chẻ sẵn như thế cho mình luôn? Ừ, nó chẻ là chẻ cái nan này là 1m65, cái cây dài này là 1m65. Thì mình đan ra là mình cắt thành cái mảnh cọ đấy là 1m6. Thì cái nó dài như thế này thì mình phải trừ hao hai đầu thì mình mới đan được. Không có là nó hụt là mình không thể đan được. Sau khi mà đi thu mua những cái nan cọ như thế này về rồi thì bước tiếp theo của mình sẽ phải là làm gì ạ? Mua về thì còn phải phơi, thì có lúc là mình phơi cả cái nan thô này, thì có lúc thì mình lại phơi nan vót. Thì phơi nan vót là nó được nhanh hơn. Vậy thì để phơi một mẻ thì sẽ mất khoảng thời gian là bao lâu ạ? Cái nan vót này phải 2 ngày mới được một mẻ, mà nó nan thô này phải 4 ngày thì mới được một mẻ. Mua về là màu xanh, ướt, thế là phơi, đến lúc là mình phơi ra nó phải trắng ra, nó vàng thì mới lên nan. Độc đáo ở nghề thủ công này chính là khung dệt. Ở thời điểm hiện tại, xã Đồng Thịnh vẫn còn giữ được nhiều khung dệt tự chế bằng những sợi dây xích xe đạp, gỗ, nan tre và những sợi thép buộc. Tuy thô sơ, nhưng người thợ sử dụng rất thành thạo, tay gài nan, tay để rào xuyên qua những đường chỉ trắng tinh bắt chéo nhau, chân dậm bàn đạp. Cứ như vậy, hết nan này đến nan khác,
liên tục được đan luồn với nhau một cách uyển chuyển và nhẹ nhàng. Một trong những công đoạn quan trọng nhất của cái nghề dệt mảnh cọ này đó là vót nan. Thuở trước khi vót nan, người thợ dùng một con dao nhỏ bằng hai đầu ngón tay nhưng sắc và bén. Những người thợ lành nghề không cần đo đếm mà chỉ ước lượng nhưng độ dày nan nào cũng đều nhau tăm tắp khoảng 2 cm. Những nan cọ như vậy sẽ đảm bảo trong khi dệt không làm đứt chỉ, sản phẩm làm ra trơn nhẵn lại mềm mại. Ngày nay, với sự hỗ trợ của máy móc, việc vót và chốt nan đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, kích thước nan vẫn chủ yếu phải dựa vào sự lành nghề của những người thợ. Nếu để so sánh về mảnh cọ với những loại mảnh khác trên thị trường hiện nay thì cái ưu điểm của mảnh cọ nhà mình là gì ạ? Cái nan này nhất tốt, nhất bền. Đấy, bởi vì lấy từ cái thân cây cọ. Cái cỏ nơi thân nó có cáp ra, mỗi một tháng là có một tàu. Một tàu lá là có một cái cáp. Đấy là mình, trong một năm là được 12 tàu. 12 tàu, 12 cái cáp đấy thì mình chỉ cắt tỉa được 10 tàu thôi. Còn để lại 3 tàu để nó dưỡng thân. Thì là năm sau mới được lấy. Thì là mới về là mình bắt đầu mới chẻ. Mỗi một cái thân kia là chẻ ra 3 thanh to đấy. Ba thanh to thì mới chẻ ra thành ba cái thanh này, ba cái thanh bé này. Đó. Một cái thân cáp là được 9 cái mảnh nan bé này. Chú có nhớ là cái nghề dệt mảnh cọ này thì đã có trong cộng đồng dân tộc mình từ bao giờ không ạ? Cái nghề này là theo tôi là ông nội là ngày xưa là còn đi dạy học ở Trung Hội. Thì là học nghề ở Trung Hội về là cách đây khoảng hơn 40 năm rồi. Nếu mà để so sánh với những cái nghề làm kinh tế khác thì chú thấy là nghề làm mảnh cọ này, cái thu nhập nó đem lại có được như là những cái ngành nghề làm kinh tế khác như là trồng trọt hay chăn nuôi không ạ? Cái này nếu mà mình bán cho chư thương nó vào đây lấy là nó chỉ lấy đến 38.000 thôi. Nhưng mà như bọn tôi làm là cứ 400-500 tôi mới bán là tôi bán được hơn khoảng 5.000. Cái nghề mảnh cọ này thì nó ổn định. Còn tôi trước thì chăn nuôi lợn thì chăm hơn 100 con nhưng mà cũng bị dịch tả châu Phi 2 năm là tôi cũng mất khoảng 400 triệu. Quay về làm cái này thì nó cũng gỡ ra được ít thôi, có ít vốn để làm cái mảnh này. Làm giàu thì chắc là không làm được nổi giàu nhưng mà làm kinh tế là ổn định. Những năm 80 của thế kỷ trước, khi nghề dệt mảnh cọ mới về với vùng đất Đồng Thịnh, Định Hóa, kinh tế của địa phương đã được cải thiện rõ rệt. Khi ấy nguyên liệu có sẵn, sản phẩm làm ra không bị cạnh tranh quá nhiều, thế nên có đến hơn 80% số hộ trong xã tham gia dệt mảnh cọ. Kinh tế phát triển, nghề dệt mảnh cọ ở đây cũng trải qua những giai đoạn khó khăn khi mà nguyên liệu ngày càng một khan hiếm và các loại mảnh dệt máy nhiều hơn, mẫu mã đa dạng, giá cả lại phải chăng. Nhiều gia đình ở Định Hóa bỏ nghề cũ, xoay ra tìm hướng làm ăn khác. Vài năm trở lại đây, các sản phẩm thủ công trong đó có mảnh cọ được đặc biệt ưa chuộng. Hơn nữa, cái nghề này có thể tranh thủ lúc nông nhàn, trời mưa, trời tối không thể đi nương rẫy, thì ở nhà đan mảnh kiếm thêm thu nhập. Thế là nghề truyền thống được hồi sinh, dù với nhiều gia đình, đan mảnh cọ giờ đây chỉ còn là một nghề phụ. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng đẩy mạnh các hình thức hỗ trợ như mở các lớp dạy đan mảnh cọ, hỗ trợ bà con vay vốn với hy vọng giữ lại cho địa phương một nghề truyền thống. Nghề dệt mảnh cọ ở Định Hóa những năm gần đây đang trên đường khôi phục với nhiều hứa hẹn phát triển trong tương lai. Đầu ra cho sản phẩm mảnh cọ của Định Hóa chia thành hai luồng, một là các đơn hàng lớn do khách về tận cơ sở để đặt, hai là cơ sở dệt mảnh gửi sản phẩm của mình ra các chợ địa phương để bán. Giá mỗi chiếc mảnh dao động khoảng trên dưới 30.000 đồng. Chúng tôi thì cũng mong muốn là cái nghề dệt mảnh này thì nó cũng có
được mãi mãi. Thế nhưng mà bây giờ thật ra thì cái này cũng chẳng còn bao nhiêu, bởi vì là người ta nó chặt gỗ xong là chặt cây đi để người ta trồng cây đấy, trồng keo các thứ đấy. Thì là những cây này thì dần dần là rất là hiếm. Trước thì nhiều lắm nhưng bây giờ hiếm không có. Trong giai đoạn hiện nay thì là do cái nguồn nguyên liệu, do cái việc là bà con nhân dân thì một phần là họ chuyển dịch sang những cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn, ví dụ như là cây quế hoặc là cây keo. Một phần thì cái lao động trẻ hiện nay thì họ đi làm các đơn cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và ngoài tỉnh, cho nên là cái tỷ lệ lao động trẻ trong các làng nghề thì họ đi làm ăn, cho nên là nó cũng có giảm cái số hộ. Thì đấy, thực trạng hiện nay thì còn khoảng một nửa. Tuy nhiên đối với địa phương chúng tôi thì xác định đây là nghề truyền thống. Chúng tôi cũng tiếp tục là có những cái khuyến khích động viên, đặc biệt là truyền dạy để cái thế hệ sau tiếp tục duy trì được nghề này. Và chúng tôi cũng có những cái quan tâm là ví dụ như là tạo nguồn cho vay vốn chính sách, vốn giảm nghèo ấy, ngân hàng sách ấy. Chúng tôi tạo điều kiện để các hộ vay vốn để có điều kiện là mở rộng và duy trì phát triển cái nghề dệt thổ cẩm địa phương. Đối với địa phương thì chúng tôi cũng cái vùng nguyên liệu ấy, những cái mà để tạo cho cái làng nghề phát triển thì chúng tôi vẫn định hướng là có những cái khu vực là động viên nhân dân là không chuyển dịch cái trồng sang cái trồng khác và tận dụng các nguồn nguyên liệu xung quanh các địa phương xung quanh. Định Hóa thì rất là nhiều xã là có cái nguồn nguyên liệu là cây cọ, nhưng mà làng nghề cọ thì cũng ít trên địa bàn huyện thôi, nên là chúng tôi cũng vừa cái duy trì cái nguồn nguyên liệu ở địa phương, đồng thời là cũng có cái thu mua nguyên liệu của các nơi khác để duy trì phát triển làng nghề. Ngày hôm nay khi về với đất Đồng Thịnh Định Hóa, ta sẽ biết ngay mình đã về với đất của những tấm mảnh cọ, bởi những con đường phơi đầy nan cọ, bởi tiếng khung dệt kẽo kẹt sớm tối và những khoảng sân trải đầy những tấm mảnh. Những tấm mảnh thủ công tỉ mỉ ấy là sự kết tinh của thiên nhiên Định Hóa, của con người Định Hóa, để trở thành một sản phẩm, một điểm tựa kinh tế cho nhiều hộ gia đình ở vùng rừng núi này. Xã Đồng Thịnh cách trung tâm thị trấn Chợ Chu của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên khoảng gần 10 km. Định Hóa còn được biết đến là thủ đô kháng chiến của ta trong giai đoạn chống thực dân Pháp. Hiện tại đây vẫn còn nhiều di tích được xếp hạng gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam giai đoạn 1946-1954. Thank you.